người là chốt và trong buổi chiều ngày hôm nay là trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ của bảng C. Dòng đá đoàn thanh niên thành phố Nam Định năm 2018 giữa các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Niên Cơ Quân Tây Viên Tư Sản, đoàn nhân dân thành phố Nam Định và cầu thủ của đội bóng cán bộ đoàn phường xã. Áo đỏ trắng và quần xanh thì thang vậy thì các trận đấu này đã được bắt đầu. Ngày nay thì bên phía cầu thủ của đội bóng Tây Quân đứng trong khung thành của họ đó chính là vị trí của thủ môn Xuân Sơn. Các cầu thủ số 15 Việt Anh, số 3 Ngọc Hà. Tiếp theo cho cầu thủ của đội bóng cá bộ đoàn Xuân Xã đối bóng lên của cầu thủ Mao Xuân. Cầu thủ của hai đội bóng đó là điểm nhấn của mình. Đây là kết quả thắng thua dành cho cầu thủ bóng cá bộ đoàn Xuân Xã. Pha xử lý của cầu thủ mang áo số 83 đội trưởng Tiến Hoàng. Là tiêu chí để giúp cho đội bóng này có thể chứng kiến được những phút giây thi đấu tốt. Cả hai đội trong trận đấu nhà này đều lựa chọn đưa đá tấn công sút xa để làm thắng lợi. Đó là cú đá được ghi lê trong tư thế văn minh của Michael đã đem đến bàn thắng thứ ba dành cho cầu thủ. Buổi chiều ngày mai chúng ta sẽ xác định được những chiếc vé đầu tiên có mặt ở vòng đấu tứ kết tại bảng A. Đã có bàn thắng cho cầu thủ của đội bóng Liên Quân và Liên Phương Phản và Liên Quân Thành Phố. Bàn ba cho cầu thủ đội bóng Áo Xanh. Bàn mà rất đáng trong cái sân chơi bóng đá không chuyên. Về đây không thành công khi mà anh cùng với cầu thủ và đang cố gắng chủ thể thì tiếng kêu được thúc mạnh về phần sân của đối phương và như vậy là trọng tài Nguyễn Xuân Minh đã đổi còi kết lại. Bởi vậy là sự vấn và kết thúc trở lại đến giờ và cùng dân khán tiếp kể đầu thứ hai cùng đối đầu trong khuôn khổ của cán bộ và phương tá của thi đấu của thi không được một bàn thắng thôi và thắng để chúng ta tiếp tục một 2-3 và vấn đề sẽ diễn ra nhưng điều đó đã không tới khi mà cầu thủ vừa rời khỏi khu vực này để cho phần sân phía sau có thi đấu chuẩn bị để diễn ra. Và sự bàn thắng đưa đến đối với cầu thủ tiếp đến từ hai phía sự nhịp nhàng và sự tự định biết mà họ đang hiện tại bây giờ là quá đủ so với hình ảnh và đã thấy mở thi đấu hiện tại. Sự kiện cầu thủ mang áo số 87. Quả đá phạt cho Liên Quân Tây Ninh Công Sản và Nhân dân Thành Phố. Sự cố gắng của Việt Anh và công đội của mình trong trận đấu này đã không được đền đáp khi mà đã có kinh nghiệm họ đã tạo ra lối chơi rất tốt như vậy là